Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình Tin Hoa Kỳ, Tin Quốc tế và Tin Việt Nam ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là bản tin quốc tế. Tổng thống Iran tuyên bố là sẽ không bao giờ dừng lại chương trình nguyên tử của họ ở chương trình vũ khí của họ. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng thống của Iran là ông Masoud Pezeshkian tuyên bố vào ngày thứ hai là Tehran sẽ không bao giờ đầu hàng các chương trình hỏa tiễn của họ cần thiết để kiềm chế cho vấn đề an ninh ở khu vực. Và trong đó đặc biệt là gần như là họ nhắm vào chính quyền của Do Thái. Và quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này trong nhiều năm nay đã bác bỏ tất cả và thách thức Tây Phương về việc giới hạn cái chương trình vũ khí hỏa tiễn của họ. Hoa Kỳ và các đồng minh Tây Phương trong thời gian gần đây cáo buộc là phía Iran đã chuyển một số hỏa tiễn đạn đạo cho phía của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine và ban lệnh cấm vận mới nhắm vào cả Moscow lẫn Tehran. Cả hai quốc gia này đều bác bỏ tất cả những lời cáo buộc trên. Nếu chúng tôi không có vụ hỏa tiễn, họ sẽ đánh bom chúng tôi và gần như... Đây, chờ họ sẽ đạt được những gì họ muốn. Tương tự như giải Gaza, ông Pezeshkian đã phát biểu như trên trong cái việc mà ông ta nhấn mạnh tới cuộc chiến tại giải Gaza giữa phía Do Thái và nhóm dân quân Hồi giáo Hamas, và ông ta tái nhắc lại với lại phía của Iran là họ sẽ không bao giờ có cái tình trạng gọi là từ bỏ ý định theo đuổi việc phát triển các chương trình hỏa tiễn của họ cho tới khi nào mà phía Do Thái phải giải giới thì lúc đó chúng tôi mới làm theo. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt thì bản tin ngày hôm nay cho biết là một binh sĩ cảnh sát của Do Thái đã bị thương trong một vụ đâm ở tại Jerusalem. Bản tin mới nhất cho biết thì một cảnh sát tuần tra biên giới của Do Thái đã bị đâm ở tại cổ thành Jerusalem vào ngày Chủ nhật. Mà những gì phía cảnh sát mô tả đây là cuộc tấn công khủng bố. Vụ đâm này diễn ra gần ở khu vực cái cổng Damascus, và trong đó viên chức này đang tìm cách di tản, đã được di tản và đã được điều trị bằng y tế. Các cảnh sát chỉ ra từ nguồn tin của giới y tế cho biết, và cảnh sát của chúng tôi đã tiếp cận với khủng bố và gần như là đang có một thái độ nghiêm chỉnh trước tình trạng mà nguy hiểm, thì kết luận là anh ta đã bị đâm bởi chính tên khủng bố này. Đây là lời phát biểu của phía xe cảnh sát đưa ra. Hiện nay vẫn chưa có chi tiết về vụ đâm này, tuy nhiên đây sẽ là vụ bạo động mới nhất tại cổ thành Jerusalem, nơi mà cảnh sát đã tăng cường rất nhiều từ phía Do Thái để bảo đảm an ninh tại khu vực này, trong lúc mà đang có cuộc đối đầu gay gắt giữa người Palestine và người Do Thái tại cổ thành Jerusalem. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì đại sứ của Do Thái tại Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi phải có hành động chống lại Iran. Phát biểu trong cái chương trình Eric Show vào ngày Chủ nhật của đài truyền hình Fox News thì đại sứ gần đây của Do Thái là ông Danny Dannen đã lên tiếng tuyên bố rằng đây là thời gian mà cộng đồng quốc tế phải có hành động chống lại Iran. Ông Dannen đã nhắc lại việc mà ông đã thay thế cho đại sứ trước đó của Do Thái là Gilad Eden, người đã từng đứng vào cái vị trí được xem là vị trí trên toàn cầu đặc trách về vấn đề của Do Thái, và trước đây ông từng phụ trách cái vai trò là vấn đề khẩn cấp của Do Thái. Và ông Dannen lên tiếng và nói rằng hỏa tiễn đạn đạo của Houthi tấn công vào Do Thái và chỉ vài giờ trước khi có cuộc phỏng vấn, và chỉ ra cho thấy Iran đã đứng sau cuộc tấn công này. Houthi, Hezbollah, Hamas và nhóm dân quân ở tại Syria, họ đều thực hiện các cuộc chiến nhắm vào Do Thái, và phía Iran đã sử dụng tất cả những vệ tinh này từ hồi tháng 4. Họ đã tấn công chúng tôi một cách trực tiếp, và vị đại sứ của Do Thái tại Liên Hiệp Quốc lên tiếng kêu gọi là thiếu sự hành động của Liên Hiệp Quốc. Quý vị biết đây là sự cản trở, và tuần tới thì hàng trăm lãnh đạo của các quốc gia sẽ có mặt tại Liên Hiệp Quốc. Họ sẽ đưa ra những lời phát biểu trên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, sẽ không có gì xảy ra sau ngày đó, và sẽ không có lời lên án, không có lệnh cấm vận nhắm vào Iran và không có hành động. Ông Dannen đã lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp Quốc là phải có những hành động nhắm vào Iran khi mà họ vẫn tiếp tục theo đuổi cái tham vọng về nguyên tử của họ. Đặc biệt là họ đã bắt đầu tìm cách đi trước thế giới và gây chú ý cho thế giới cho những gì xảy ra ở tại giải Gaza, ở tại Ukraine, và nó cũng sẽ, và bây giờ nó có thể ra không xảy ra tại Iran trong ngày hôm nay, lời phát biểu của ông đưa ra. Và khi được hỏi về cái việc mà ông muốn gì ở cái Đại hội đồng Liên Quốc, ông Dannen chỉ ra cho thấy là cần phải có một cái hành động lên án từ Đại hội đồng Liên Quốc hoặc là Hội đồng Bảo an Liên Quốc về các hành động của nhóm Hamas, và ông nói rằng Do Thái đòi hỏi có sự lên án những hành động của Hamas trong ngày 7 tây tháng 10, cùng với hành động lên án Hamas mà họ nói rằng đã từ chối không có trả tự do cho các con tin. Và quý vị có thể lên tiếng ở trong cái thế giới hòa bình, và những gì chúng ta có được trong 11 tháng qua
tiếp tục thế giới vẫn tiếp tục bỏ mặc những điều này. Ông đã cho biết như trên, và trong đó thì hiện nay thì phía Do Thái cho biết là bên phía Hamas vẫn từ chối không chịu trao trả con tin cho tới khi nào mà họ nói rằng quân đội Do Thái phải rút quân toàn diện ra khỏi dải Gaza. Chúng tôi đã cố gắng và chúng tôi đã cố gắng tìm có những cái thỏa hiệp nhưng mà vẫn không thành công. Trong đó thì ông cáo buộc rằng chính Iran đã thúc đẩy những nhóm dân quân này tiếp tục mở các cuộc tấn công vào lãnh thổ của Do Thái và nhắm vào những người Do Thái. Đây được xem là lời cáo buộc mạnh mẽ của đại sứ Hoa Kỳ ở tại đại sứ Do Thái ở tại Liên Hợp Quốc và kêu gọi cái cuộc họp vào tuần tới của Đại hội đồng Bảo an, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì đúng hơn. Đây là phiên họp hàng năm của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong đó 193 thành viên sẽ có mặt và đưa ra lời phát biểu của họ. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Quỹ Dự trữ Liên bang dự tính là sẽ loan báo lần đầu tiên giảm phân lời kể từ năm 2020. Bản tin mới nhất cho biết thì Quỹ Dự trữ Liên bang dự tính sẽ loan báo cái cuộc giảm phân lời lần đầu tiên sau 4 năm trong ngày thứ tư, theo các nhà hoạch định chính sách đã đưa ra sau khi mà có cuộc tranh luận gay gắt về tình trạng còn có hơn gần 2 tháng nữa là tới cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Các viên chức ở tại cái ngân hàng trung ương bao gồm luôn cả chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang là Jerome Powell đã trong thời gian mấy tuần lễ gần đây cho biết là tình trạng mà gọi là cắt giảm phân lời sẽ diễn ra trong tháng này, và trong đó tình trạng của lạm phát đã giảm đi khá nhiều. Và các cái mục tiêu của các ngân hàng đã đạt được khoảng có thể đạt được 2%, và thị trường vẫn tiếp tục được xem là bình lặng. Và theo Quỹ Dự trữ Liên bang thì điều này có thể giúp từ Quốc hội trong cái việc có hành động được xem là độc lập để có thể nhìn thấy tình trạng giá cả được ổn định và tình trạng mà có thể có thêm cái nguồn việc làm từ cái Bộ Lao động, cũng như là quyết định cắt giảm cái phân lợi này dựa trên các dữ liệu về kinh tế. Tuy nhiên thì việc cắt giảm vào ngày thứ tư có thể sẽ bị là nguyên nhân dẫn tới sự nhức đầu cho ông Powell, khi mà họ nói rằng kia việc cắt giảm này chỉ diễn ra hơn một tháng, tức là gần 2 tháng, khi mà có cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Trong đó thì cựu Tổng thống Trump đã lên tiếng và nói rằng không nên cắt giảm phân lời trước khi mà có cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Và điều này có hành động có vẻ như là chính trị. Và quý vị thấy rằng phía của Quỹ Dự trữ Liên bang đang tìm cách nói rằng họ không có phải là một cái công cụ chính trị. Tuy nhiên, những gì chúng ta nhìn thấy bây giờ, họ đang đưa ra quyết định đầy mang tính chất chính trị. Đó là lời phát biểu của Alicia Modestino, được xem là một giáo sư đặc trách về kinh tế ở khu vực phía Đông Bắc của Trường Đại học Đông Bắc Hoa Kỳ. Và trong đó thì cuộc tranh luận này bắt đầu diễn ra vào ngày thứ ba và ngày thứ tư, và dường như là sẽ cắt giảm từ 0.25 cho tới 0.50% phân lời. Tuy nhiên thì việc cắt giảm này lần đầu tiên sẽ là diễn ra kể từ tháng 3 năm 2020, bắt đầu từ lúc mà đại dịch. Đây được xem là một trong những cái lần cắt giảm đầu tiên nếu như đã phía Quỹ Dự trữ Liên bang quyết định cắt giảm phân lời. Và hiện nay mức phân lời ở mức là 5.25 cho tới 5.50%, được xem là con số cao nhất trong vòng 14 tháng qua, và họ đang đợi cái điều kiện của kinh tế được cải thiện trước khi mà phân lời được cắt giảm. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay, một cố vấn pháp lý hàng đầu của thị trưởng thành phố New York đã từ chức giữa lúc cuộc điều tra đang diễn ra. Bản tin mới nhất cho biết thì một cố vấn hàng đầu về pháp lý cho thị trưởng thành phố New York là Eric Adams đã từ chức vào cuối tuần lễ qua, và dấu hiệu mới nhất cho thấy tình trạng bất ổn trong cái chính quyền đảng Dân Chủ ở thành phố New York sau khi có hàng loạt các cuộc điều tra của liên bang. Bản tin mới nhất cho biết thì thành phố đã loan báo là Lisa Zornberg đã chính thức rời khỏi cái chức vụ này vào tối thứ Bảy, và trong đó bà ta đã khuyến cáo ông Adam cùng với các giới chức khác ở trong cái thành phố về vấn đề chiến lược pháp lý trong vòng một năm qua đối phó với những câu hỏi của các báo chí, và bà ta đã không phải là một luật sư cá nhân của ông ta. Và điều này là một vinh dự phục vụ cho thành phố, và tôi đã nộp đơn từ chức có hiệu lực từ ngày hôm nay. Tôi đã quyết định và tôi không còn nằm ở trong cái vị trí của một cố vấn về pháp lý, và tôi hy vọng rằng quý vị sẽ làm việc tốt nhất, bà Zornberg đã viết trong một cái lá thư từ chức như trên gửi cho ông Adam. Và việc từ chức này diễn ra sau khi mà điện thoại của hàng loạt các thành viên trong cái vòng gọi là hỗ trợ cho ông Eric Adam đã bị tịch thu bởi các nhà điều tra liên bang, trong đó bao gồm luôn cả một tư lệnh cảnh sát của thành phố New York, người đã từ chức hôm thứ Năm. Và Zornberg được xem là một cựu công tố viên của liên bang làm trong Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, và giờ đây có thể đạt là một trong những người dẫn đầu trong cuộc điều tra về chính quyền của ông Adam, và bà ta không nằm trong office và cái phone của bà ta đã không có bị tịch thu. Và cảnh sát trưởng tư lệnh cảnh sát tại đây là Edward Carban đã từ chức sau khi cái phone ông này đã bị tịch thu, và hàng loạt những người khác bao gồm cả người anh em của ông
Caban là gọi là James Caban, vốn trước đây từng là một sĩ quan trong lực lượng cảnh sát LAPD, đang điều hành một cái gọi là một cái night club, gọi là về an ninh và bảo vệ an ninh cho một cái night club, và họ đồng thời đã bắt đầu có những cái hành động được xem là có những cái tham nhũng, lạm quyền và biển thủ công quỹ trong đây. Đây được xem là một trong những cái tai tiếng mới nhất diễn ra tại thành phố New York dưới quyền của ông Eric Adams. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cuộc thăm dò mới nhất cho thấy các cử tri đều ủng hộ cho cái chính sách đánh thuế vào hàng nhập cảng của ông Trump đối với lại các mặt hàng từ nước ngoài. Theo cuộc thăm dò mới nhất của hãng thông tấn Reuters và Ipsos đưa ra, bản tin mới nhất cho biết thì chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump đã tuyên bố là sẽ gia tăng việc đánh thuế các mặt hàng nhập cảng, đặc biệt là từ Trung Quốc, dường như đã đạt được đa số ủng hộ của các cử tri tại Hoa Kỳ. Trong đó thì cái chiến dịch về kinh tế của ông được xem là đối lập với lại bà Phó Tổng thống Kamala Harris. Trong đó thì cuộc thăm dò mới nhất của Reuters và Ipsos đưa ra, vị cựu Tổng thống của Đảng Cộng Hòa và hiện nay là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cùng với lại đối thủ của ông là Đảng Dân Chủ đều cam kết là sẽ có mức giảm thuế khi mà họ thắng cử vào ngày 5 tây tháng 11 sắp tới đây. Tuy nhiên, các cử tri vẫn là đặt niềm tin vào ông Trump nhiều hơn trong cái vấn đề gọi là làm giảm đi số tiền 35.000 tỷ nợ công quốc gia, và kể cả việc mà một nền kinh tế độc lập trong cái bản kế hoạch của ông so với lại cái phía đối lập. 56% các cử tri ghi danh từ ngày 11 tây cho tới ngày 12 tây tháng 9 nói rằng họ vẫn tính ủng hộ cho những ứng cử viên nào mà đánh thuế 10% vào các mặt hàng nhập cảng, lên tới 60% các mặt hàng từ Trung Quốc, và so sánh thì chỉ có 41% là ủng hộ cho những ứng cử viên được xem là có được cái bản kế hoạch. Và trong đó thì và bản thăm dò này cho thấy là bà Harris gần như là có 5% dẫn đầu cho ông Trump trên toàn quốc. Tuy nhiên thì vấn đề kinh tế và đánh thuế thì người dân vẫn tin tưởng vào ông Trump hơn, và hiện nay quyết định vẫn nằm ở 7 tiểu bang chiến lược. Và cuộc thăm dò này cho thấy ông Trump vẫn mạnh mẽ trong những vấn đề chính, đó là nền kinh tế của Hoa Kỳ, và giữ cho cuộc bầu cử này còn gần như là sát nút. Đó là lời phát biểu của Kathleen Bowman, được xem là một chuyên gia về thăm dò thuộc một tổ chức bảo thủ gọi là American Enterprise Institute, và cho thấy rằng ông Trump đã đi trước vòng trong vấn đề kinh tế, và đặc biệt là ông đã làm tốt cái nhiệm vụ của ông trong từ năm 2017 cho tới năm 2021, và được biết là người cử tri đều tin tưởng ông Trump về vấn đề kinh tế hơn. Đây được xem là một trong những cái cuộc thăm dò mới nhất của Ipsos và Reuters đã đưa ra cuộc thăm dò này, và cuộc thăm dò này đã được thực hiện ở 1.405 cử tri đã ghi danh với mức sai biệt là khoảng cộng trừ 3%. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Thống đốc Ron DeSantis tuyên bố là tiểu bang Florida sẽ điều tra về vụ ám sát mới nhất đối với ông Trump. Thống đốc của tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis cho biết là các nhân viên công lực của tiểu bang sẽ thực hiện một tiến trình điều tra về vụ ám sát ông Trump vào ngày Chủ nhật vừa qua. Cơ quan mật vụ đã lên tiếng, và những gì mà FBI mô tả, đây là một âm mưu ám sát mới nhất nhắm vào ông Trump trong lúc mà ông đang đánh golf ở tại cái gọi là Trump International Golf Club ở tại West Palm Beach, Florida. Và cơ quan FBI cũng đang điều tra về âm mưu này theo tường trình của CNN. Tuy nhiên thì tiểu bang Florida vẫn tiếp tục thực hiện cái cuộc điều tra riêng của chúng tôi liên quan tới âm mưu ám sát cựu Tổng thống Trump tại Trump International Golf Club. Ông DeSantis đã bỏ trên trang Platform X vào tối Chủ nhật. Người dân cần biết sự thật về vụ ám sát này và làm sao kẻ này có thể tiến tới gần 500 gia ở gần cái khu vực của cựu Tổng thống và là một ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đã được đề cử. Và cơ quan mật vụ đã bắn vào người đàn ông này ở trong cái bụi cây sau khi mà anh ta đã rời khỏi cái bụi cây ở gần cái hàng rào, và cách đó khoảng vài trăm gia là nơi mà ông Trump đang chơi golf tại đây. Và nghi can đã bị bắt giữ sau khi rời khỏi hiện trường trên một chiếc xe, và trong đó thì anh ta để lại hai cái túi backpack và một khẩu được mô tả là AK-47, một khẩu súng gọi là súng trường. Và trong đó thì đây là vụ ám sát lần thứ hai nhắm vào ông Trump trong vòng 2 tháng qua. Và lần trước thì là diễn ra ngày 13 tháng 7 ở Butler, Pennsylvania. Và kẻ bắn ông Trump đã bắn trúng vành tai của ông và đã bị bắn hạ bởi nhân viên của mật vụ Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới vụ ám sát cựu Tổng thống Trump, thì ông Joe Biden nói rằng cơ quan mật vụ sẽ có tất cả những cái nguồn để mà bảo vệ cho ông Trump. Tiếp theo vụ ám sát lần thứ hai nhắm vào cựu Tổng thống Trump ở cái golf club của ông, tức là Trump International Golf Club tại West Palm Beach ở Florida, thì ông Joe Biden lên tiếng bỏ trên trang Platform X nói rằng là cơ quan mật vụ sẽ có tất cả những cái nguồn cần thiết để bảo vệ cho ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa.
Tôi tin rằng là vị cựu tổng thống này đã không có bị tổn hại gì, đó là điều đáng mừng. Tuy nhiên thì hiện đang có cuộc điều tra về cái biến cố này, giữa lúc mà nhân viên công lực cần phải có thêm chi tiết để biết được những gì xảy ra. Và như tôi nói rất là nhiều lần, không có chỗ cho việc bạo động chính trị ở trong quốc gia của chúng ta. Tôi đã ra lệnh trực tiếp cho các nhân viên là làm việc, chắc chắn rằng cơ quan mật vụ sẽ có đầy đủ những nguồn lực, khả năng để bảo vệ cần thiết cho cựu tổng thống được an toàn. Đây là lời phát biểu của ông Joe Biden đưa ra ngay sau khi mà có xảy ra cái vụ ám sát ông Trump lần thứ hai vào ngày hôm qua, ngày Chủ nhật lúc 1 giờ 30 theo giờ của miền Đông Hoa Kỳ. Cùng một lượt thì các viên chức tại Claremont đã gia tăng việc bảo vệ cho cựu tổng thống Trump. Bản tin mới nhất cho biết thì các viên chức của chính quyền và một số những nhà dân cử đã kêu gọi gia tăng việc bảo vệ của cơ quan mật vụ đối với cựu tổng thống Trump vào ngày Chủ nhật, vài giờ sau khi xảy ra vụ ám sát thứ hai nhắm vào ông trong vòng 2 tháng qua. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham là thành viên cao cấp của Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Ngân sách, cùng với lại chủ tịch của khối đa số tại Hạ viện là ông Steve Scalise, người đã từng bị bắn bị thương bởi một tay súng trong một cái động cơ chính trị trước đây, đã kêu gọi là phải tăng cường rất nhiều mạng lưới an ninh xung quanh cựu Tổng thống Trump. Các giới chức thì biết rằng nếu Tổng thống Trump là Tổng thống, họ sẽ làm nhiều hơn để bảo vệ cho ông. Ông Scalise đã viết trên trang Platform X và điều này cần phải thay đổi và cần phải ít nhất. Chúng ta đã thấy được là đã có hai âm mưu nhắm vào sinh mạng của ông Trump. Cơ quan mật vụ cần phải gia tăng cái mức độ bảo vệ cho ông ở một cái mức gọi là toàn diện, và trong đó bao gồm luôn việc gia tăng tất cả những cái khả năng của họ. Ông Trump đang chơi golf ở tại cái Trump International Golf Club tại West Palm Beach, Florida vào trưa ngày Chủ nhật, và lúc đó thì nhân viên mật vụ giám sát đã nhìn thấy được một cái bụi cây và trong đó có một kẻ đã ẩn núp tại đây, và họ đã nổ súng vào tên này sau khi mà tên này đã bắt đầu bỏ chạy ra một chiếc xe và đã bị bắt giữ trên cái xa lộ 95 ở cái quận kế bên là Martin County. Và đây được xem là nhân vật thứ hai đã có một cái vụ ám sát với ông Trump. Và tương tự như ông Scalise thì ông Graham đã lên tiếng và nói rằng cơ quan mật vụ vẫn chưa làm đầy đủ. Với những lo ngại của tôi vào sáng ngày hôm nay thì tất cả đây là cái vụ ám sát thứ hai nhắm vào Tổng thống Trump, ông đã viết trên trang Platform X. Và giờ đây thì chúng ta cần phải thúc đẩy cơ quan mật vụ có thêm những cái hành động bảo vệ cho Tổng thống Trump, và họ phải tập trung vào điều này. Chúng ta phải tăng cường áp lực đối với lại Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Trong đó thì một trong những cựu ứng cử viên Tổng thống là Vivek Ramaswamy đã lên tiếng rằng đòi hỏi Tổng thống Trump phải có cái mức bảo vệ tương tự như là ông Joe Biden. Tôi kêu gọi cơ quan mật vụ ngay lập tức phải thành lập một cái hệ thống bảo vệ cho cựu Tổng thống Trump giống như mức độ mà họ đang cung cấp cho ông Joe Biden, và không nên viện bất kỳ một lý do nào. Và điều này đồng thời nó là một cái hành động bệnh hoạn và chúng ta cần phải chấm dứt. Người dân Hoa Kỳ đang nằm ở trong tình trạng nguy hiểm, và tôi rất cảm ơn là thảm kịch đã không xảy ra hai lần trong mùa hè năm nay. Đây được xem là một trong những cái lời lên tiếng mạnh mẽ của những người ủng hộ cho ông Trump và kêu gọi là phải tăng cường mức độ bảo vệ cho ông Trump tương tự như một tổng thống đương kim. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cựu Tổng thống Trump đã lên tiếng và chính thức nói rằng chính những cái luận điệu của Kamala Harris và Joe Biden trong chiến dịch tranh cử đã dẫn tới các vụ ám sát ông, và ông nói rằng ông là người cứu quốc gia chứ không phải là một kẻ đe dọa dân chủ. Cựu Tổng thống Trump nói rằng chính ông Tổng thống Joe Biden và bà Phó Tổng thống Kamala Harris đã đưa ra những luận điệu, và trong đó đã dẫn tới cái vụ ám sát lần thứ hai nhắm vào ông kể từ hồi tháng 7, theo tường trình mà đài truyền hình Fox News cho biết. Và ông Trump đã nói chuyện với đài truyền hình Fox News vào sáng ngày thứ hai, chỉ một ngày sau khi mà ông đã phải được dời tới một cái nơi an toàn từ cái sân golf court của ông ở tại West Palm Beach sau khi mà nhân viên mật vụ phát hiện ra tay súng nằm ở trong một bụi cây. Và hiện nay tên nghi can này có tên là Ryan Wesley Root, có một khẩu AK-47 đã đặt ngay tại cái hàng đào cùng với lại một cái camera gọi là GoPro và hai cái thuốc park. Anh ta đã rời khỏi hiện trường và sau đó bị bắt giữ tại xa lộ 95. Các viên chức đã bắt đầu xem vụ này là cái vụ ám sát thứ hai đối với cựu Tổng thống Trump, và ông Trump đã lên tiếng và nói rằng ông tin rằng những luận điệu mà Biden và Harris đưa ra là khiến cho tên này đã hành động như vậy, và cái luận điệu của họ đã dẫn tới tình trạng những kẻ này đã tìm cách bắn tôi và ám sát tôi, và nó bắt nguồn từ những cái luận điệu tung ra nói rằng tôi là kẻ độc tài, nói rằng tôi là kẻ đe dọa nền dân chủ của Hoa Kỳ. Và trong lúc mà họ nói như vậy mà họ vẫn kêu các lãnh đạo Hoa Kỳ đoàn kết, họ làm ngược lại, và những người dân thấy rõ ràng họ đang tìm cách phá hủy đất nước chúng ta, và họ kêu tôi là một kẻ thù của họ, và họ xem tôi là một cái mối đe dọa lớn nhất của họ. Đây là lời phát biểu của ông Trump đưa ra.
Và trong đó thì sau khi mà kiểm tra về lai lịch thì Ryan Wesley Root được xem là kẻ thời gian gần đây sống tại Hawaii, và nhân vật này được xem là nhân vật có cái thái độ thù ghét ông Trump bắt nguồn từ những cái luận điệu của Đảng Dân Chủ và Kamala Harris cũng như là Joe Biden. Đây được xem là một trong những cái lời cáo buộc mới nhất của ông Trump đã đưa ra ngay sau khi vụ ám sát hụt ông đã xảy ra. Cùng một lượt thì dân biểu Mike Wood đã lên tiếng và nói rằng giới cực tả cần phải chấm dứt những cái luận điệu nguy hiểm của họ nhắm vào ông Trump. Tiếp theo vụ ám sát lần thứ hai nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump thì dân biểu Mike Wood của Đảng Cộng Hòa tại Florida đã nói với đài truyền hình Newsmax TV là giới cực tả cần phải chấm dứt những luận điệu nguy hiểm của họ. Thông điệp của tôi tối ngày nay tới thành phần cực tả là chấm dứt ngay những luận điệu nguy hiểm của quý vị, chấm dứt ngay việc gọi cựu Tổng thống Trump là một Hitler kế tiếp, là một kẻ độc tài kế tiếp, và nói rằng quý vị đang cứu nền dân chủ bằng mọi cái ý nghĩa cần thiết. Và rõ ràng chính những luận điệu cá nhân và những cá nhân này đã lắng nghe những lời phát biểu của quý vị và thực hiện các cuộc ám sát này. Và điều này là một cái điều hoàn toàn vô lý và nó đã thực hiện bởi những kẻ rất cực đoan. Và chính quý vị đã dẫn tới những cái lời phát biểu này, và lời phát biểu này đã dẫn tới kết quả là ông Trump đã bị ám sát hai lần. Lần thứ nhất ngày 13 tháng 7 và lần thứ hai ngày 15 tháng 9 vừa qua. Đó là lời phát biểu của ông Wood đã đưa ra, và ông quy trách nhiệm cho những luận điệu của Đảng Dân Chủ và phía của nhóm cực tả chụp mũ cho ông Trump là kẻ đe dọa tới nền dân chủ, độc tài và là một Hitler thứ hai. Và chính điều này đã dẫn tới những vụ ám sát đối với ông Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Bộ Tư pháp và công ty TikTok đã phải đối diện trên tòa trong cái tiềm năng ban cấm tại Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết luật sư của công ty TikTok và công ty mẹ là công ty Biden đang chuẩn bị đối phó với Bộ Tư pháp tại Washington trong một cái phiên tòa diễn ra giữa lúc mà tình trạng mà ban cấm cái trang mạng video này có thể lên tới sau ngày 19 tây tháng 1 năm tới, và trong đó sẽ cắt bỏ tất cả khoảng 170 triệu người sử dụng tại Hoa Kỳ. Ba quan tòa trong cái quan tòa kháng án của Colombia đã bắt đầu mở ra cuộc tranh luận về các thách thức pháp lý mà công ty TikTok và công ty mẹ là công ty Biden đang tìm cách gọi là lật đổ cái luật này vốn đã được ông Joe Biden ký. Và TikTok và Biden tranh luận rằng cái luật này đã vi hiến và vi phạm vào quyền tự do ngôn luận của người dân Hoa Kỳ, và kêu gọi cái loại trừ cái luật này ra, và trong đó gần như là một cái hành động được xem là bức hại quyền tự do ngôn luận. Các quan tòa gồm có Sri Srinivasan, Naomi Rao và Douglas Ginsburg sẽ duyệt xét tất cả những thách thức pháp lý mà công ty TikTok và Biden đã sử dụng để chống lại luật này, và trong đó sẽ giúp cho công ty Biden tới ngày 19 tháng 1. Nếu như họ không thoát vốn ra công ty TikTok, họ sẽ đối diện với lệnh cấm tại Hoa Kỳ. Và hiện nay thì các nhà lập pháp Hoa Kỳ nói rằng Trung Quốc có thể xâm nhập vào các dữ liệu của người dân Hoa Kỳ làm gián điệp thông qua trang app của họ, và Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua cái dự luật này với đa số tuyệt đối hồi tháng 4, chỉ vài tuần trước khi nó được giới thiệu. Và Joe Biden đã gia hạn và ký cái dự luật này thành luật, và trong đó ông đưa ra cái thời hạn là ngày 19 tháng 1 năm 2025. Nếu công ty Biden mà không thoát vốn của họ ra khỏi công ty TikTok thì công ty TikTok sẽ bị nghiêm cấm tại Hoa Kỳ. Và hiện nay hầu hết các thành viên của Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump và bà phó tổng thống của Đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris đều có mặt trên TikTok để tìm kiếm cái nguồn cử tri trẻ. Và Bộ Tư pháp nói rằng công ty TikTok nằm dưới quyền quản trị của nhà nước Cộng sản Trung Quốc đang đe dọa tới an ninh quốc gia, và điều này nó đang dẫn tới tình trạng gây khó khăn cho Bộ Tư pháp khi mà thực hiện cái luật này. Đây được xem là một cuộc đối đầu mới nhất của Bộ Tư pháp và công ty TikTok với công ty mẹ của họ là công ty Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, dưới áp lực của dư luận sau khi công bố là họ thu hơn 1.200 tỷ đồng tiền quyên góp ở khắp nơi, thì cái gọi là Mặt trận Tổ quốc đã phân bố 1.000 tỷ đồng đến các địa phương. Tuy nhiên họ vẫn giữ lại khoảng hơn 200 tỷ đồng và chưa biết việc giữ này là làm gì. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua, cái bộ này đã cho công bố tất cả những bản báo cáo tài chính trên đến 1.200 trang về sự đóng góp của những thành phần đã được nhà nước Cộng sản Việt Nam khuyến khích và áp lực phải đóng góp cho đồng bào bảo lục ở miền Bắc Việt Nam. Và trong đó hầu hết những thành phần nghệ sĩ, những công ty và kể cả những cá nhân cán bộ đảng viên đều phải đóng góp cái nguồn tài chính của họ cho việc giúp đỡ bảo lục ở tại ngoài Bắc Việt Nam. Và tổng số tiền họ thu được là trên 1.200 tỷ đồng. Tuy nhiên thì ngay sau đó trên mạng xã hội đã có dư luận áp lực là
phía của mặt trận tổ quốc phải công bố đầy đủ cái gọi là chi và thu. Và ngay lập tức thì mặt trận tổ quốc đã vội vã phân bố số tiền này cho những tỉnh được xem là bị lụt lội, trong đó những tỉnh nào bị nặng nhất thì được nhiều hơn, những tỉnh nào bị nhẹ thì sẽ được ít hơn. Đây được xem là một trong những cái hành động đầu tiên của mặt trận tổ quốc dưới áp lực của mạng xã hội tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, hai vụ án, một cái ở tại Sài Gòn và một cái ở tại Hạ Long, đang trở thành cái dư luận và chỉ trích của rất nhiều người dân Việt Nam khi mà tình trạng chặt chém đã xảy ra. Đầu tiên hết là cái gọi là Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức xin lỗi một người làm YouTube nổi tiếng có tên gọi là IsoSpeed, khi mà anh này bị hét giá lên 1 triệu đồng cho 5 phút thuê xe điện trong cái buổi livestream của anh ta ở tại khu phố Nguyễn Huệ, tức là cái khu phố đi bộ tối ngày 14 tây tháng 9. Theo bản tin cho biết thì người này có cái tên là IsoSpeed, có gần 30 triệu người ghi danh đã đến Sài Gòn để tham dự về một cái cuộc biểu diễn về các cái xe nổi tiếng. Và tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, anh ta đã thuê một chiếc xe bằng điện và bị hét lên tới 5 triệu đồng một phút, tức là gấp 20 lần so với bình thường. Và điều này đã dẫn tới tình trạng mà cái gọi là Sở Du lịch của cái gọi là thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức viết thư xin lỗi đối với lại cái người này, sau khi một du khách nước ngoài như vậy mà bị chặt chém một cách công khai ở tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bên cạnh đó thì một vụ khác diễn ra tại Hạ Long, và trong đó nói rằng đã xảy ra tình trạng chặt chém và cái quán này đang bị tẩy chay sau cái cơn bão số 3 là Yagi. Bản tin mới nhất cho biết thì cơn bão số 3 Yagi đánh vào đây và đã xảy ra tình trạng chặt chém bởi một cái quán gọi là quán Sạch Bà Liên. Đây là một cái quán nổi tiếng ở tại Hạ Long, và bà này đã có hành động gọi là bị dân chúng ở đây tẩy chay sau khi mà họ nói rằng là bà này đã có những hành động được xem là chặt chém với cái quán cơm Sạch Bà Liên, và gần như là các cái đoàn tới ai ăn đều bị chặt chém một cách nặng nề. Đây được xem là hành động lợi dụng tất cả những cái biến cố xảy ra tại Việt Nam và chặt chém, và được xem là cái thói quen của những kẻ làm ăn tại Việt Nam, dẫn tới tình trạng nhiều du khách nước ngoài đã từ chối không tới Việt Nam sau khi tới một lần, là bởi vì họ không chịu nổi cái văn hóa chặt chém và cái văn hóa lôi kéo một cách mất dạy của những người buôn bán ở trong Việt Nam, đặc biệt là những cái khu du lịch nổi tiếng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, sau 10 năm mở cửa ở tại Sài Gòn lần đầu tiên, thì công ty McDonald's cho biết là họ sẽ đóng cửa cái chi nhánh McDonald's tại đây. Đây được xem là cái quán McDonald's đầu tiên được mở ra bởi người con rể của ông Thủ tướng trước đây là Nguyễn Tấn Dũng, và cái quán này được xem là cái quán McDonald's đầu tiên mà ông con trai của Nguyễn Tấn Dũng, tức là con rể của Nguyễn Tấn Dũng, đã mua cái franchise để mở cái công ty McDonald's tại đây, chứ không phải là McDonald's đầu tư tại Việt Nam. Và tiệm này đã mở ra được 10 năm, nằm ngay khu chợ Bến Thành. Tuy nhiên thì thời gian gần đây do tình trạng gọi là ế ẩm, cũng như là do tình trạng trả mặt bằng và cái giá cả thuê mướn mặt bằng quá cao, thì ngày 16 tây tháng 9, trên cái trang fanpage của McDonald's tại Việt Nam chính thức thông báo là họ sẽ đóng cửa vào ngày 19 tây sắp tới đây, và họ có thể là đóng cửa luôn và sẽ vĩnh viễn không còn mở cửa nữa. Đây được xem là tiệm McDonald's duy nhất ở Sài Gòn, và đây được xem là cái nơi gọi là một cái tiệm mua franchise của Hoa Kỳ, chứ không phải là công ty McDonald's đầu tư tại Việt Nam. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình tại Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả, và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!